Xin chào các bạn, thì mình mới vừa nhập viện một người bệnh nhân với viêm tụy viêm tụy cấp tính. Thì bệnh nhân này mình đã cho bệnh nhân không có ăn uống gì cả mà cho thuốc giảm đau tức là morphine. Nhưng mà không may bệnh nhân này react với lại morphine là bị allergy morphine, cho nên là khi mà mình tới gặp bệnh nhân thì bệnh mặt rất là đỏ, hừng đỏ. Nhịp thở thì bình thường, huyết áp bình thường và nhịp tim cũng bình thường. Thì trong trường hợp này mình nên làm những điều gì? Thì mình cho bệnh nhân này 50mg Benadryl. Benadryl là một cái loại thuốc chúng ta có thể mua ở ngoài thị trường, không cần toa thuốc của bác sĩ. Chúng ta có thể mua loại thuốc uống. Trong trường hợp này thì mình cho bệnh nhân Benadryl cái loại IV, tức là vào đường vào ven thì nó sẽ nhanh chóng làm cho bệnh nhân này hết bị allergic reaction hơn. Các bạn cũng có thể cho bệnh nhân steroid, chúng ta có thể cho solometrol 125mg qua đường IV. Chúng ta cũng có thể cho histamine blocker như là cimetidine, famotidine và ranitidine. Và nếu như bệnh nhân bị anaphylactic shock, tức là một cái loại allergic reaction nó mạnh hơn, bệnh nhân có thể bị nôn mửa, bị urticaria, nổi mề đay hoặc là khó thở, thì chúng ta có thể cho epinephrine. Các bạn nhớ là có hai cái loại epinephrine, một loại là chúng ta dùng ở trong ACLS, là cái concentration của nó là 1 trên 10 ngàn. Cái loại mà chúng ta dùng để trị allergic reaction đó là 1 trên 1 ngàn. Chúng ta có thể cho từ 0.1 tới 0.5mg qua sub-Q hoặc là intramuscular hoặc là subcutaneous trong vòng 5 tới 15 phút. Chúng ta có thể lặp lại những cái thành phần trị này trong vòng 5 tới 15 phút nếu mà bệnh nhân không có trở lại bình thường. Đây là một cái case cũng hơi là ngộ, mình tính là sẽ nhập viện bệnh nhân và bệnh nhân sẽ recover trong đêm, không có chuyện gì, nhưng mà một lát sau thì y tá gọi lên nói là bệnh nhân bị allergic reaction to morphine. Bệnh nhân đây là lần đầu tiên bệnh nhân có thể được chữa trị bằng morphine, cho nên cái điều này chúng ta không có tránh được, nhưng mà sau này thì chúng ta có thể tránh được. Lời dặn dò với bệnh nhân là nếu như vào bệnh viện sau này thì có ai hỏi là mình có bị allergy gì không thì nên nêu ra morphine là một trong những cái allergy mình thường gặp. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt.